chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong clip ngày hôm nay nha. Như trước mắt mọi người đang thấy đó chính là chợ Xóm Mới. Người ta hay nói là nếu như đi du lịch Nha Trang mà muốn mua những cái vật dụng gì hay là những hải sản mà tươi ngon chất lượng, giá cả phải chăng thì nên ghé chợ Xóm Mới ha mọi người. Thì chợ Xóm Mới này thuộc phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Địa chỉ của chợ Xóm Mới đó chính là 49 đường Ngô Gia Tự nha mọi người. Người ta còn nói thì chợ Xóm Mới này thì người dân, những tiểu thương ở đây buôn bán rất là dễ thương và thân thiện. Hàng hóa ở đây thì rất là chất lượng. Thì do chợ này bán cho người dân địa phương nhiều cho nên là giá cả rất là phải chăng. Và những điều đó nó có đúng hay không thì bây giờ thì xin mời mọi người cùng đồng hành với mình để tìm hiểu về ngôi chợ này nha. Trước tiên thì mình sẽ đi bên hông chợ này để cho mọi người xem. Sau đó mình sẽ vào bên trong để cùng tham quan. Tên gì bạn? Tên gì để lên? Dạ, Hải Du Lịch Bụi anh. Hải Du Lịch Bụi. Hải Du Lịch Bụi. Dạ. Rồi, chào hai anh. Mình giữ xe đây anh. Giữ xe anh. Xe máy mình giữ nhiều chứ anh ha? 5.000. Mình giữ đây được lâu cho anh? Giữ 15 năm rồi. 15 năm? Vậy là nhà mình ở đây luôn? Nhà ở đây. Năm nay thì vắng vẻ lắm. Hơi vắng anh. Tết là coi như là thấy hơi buồn rồi đó. Vậy hả anh? Rồi, cảm ơn anh rất nhiều nha. Rồi, chúc anh nhiều sức khỏe. Thì, Hải Du Lịch Bụi. Hải Du Lịch Bụi. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn luôn nha. Trên coi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Ở đây cũng có quầy ốc nè mọi người, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Thì bây giờ chắc có lẽ mình sẽ mời mọi người vào tham quan cái chợ hải sản này trước nha. Thử lời đồn của nhiều người về cái chợ hải sản này là chợ Xóm Mới này hải sản rất là tươi ngon. Là đúng hay không nha mọi người? Đây là quan cảnh bên trong của chợ Xóm Mới đó mọi người. Đây quầy hải sản ha. Như mình thấy trước mắt đây thì mực lá cũng tương đối ok, mực ống cũng tươi mọi người, nhìn rất là hấp dẫn ha. Vậy hả chị? Sáng giờ bán không được hả chị? Bán ghé quá trời đêm nè. Ôi giờ tình hình chung nó gì bây giờ, cố gắng chị ơi. Ai biết đâu là sang năm mới mọi sự nó thay đổi sao? Gì hả chị? Ở đây mực nang nè mọi người. Không, tính ra là hải sản ở đây đúng là không biết những quầy khác sao, nhưng riêng quầy này mình thấy hải sản rất là tươi nha. Ồ, thấy tươi ghê á, mực lá, mực ống, mực nang, mực nào cũng tươi á. Cùng dạo thêm một vòng nữa nha mọi người ha. Dạ, vậy hả bà? Sáng giờ bán được không bà? Buổi giờ ngoại đèn. Dạ, con người ở Nha Trang. Dạ. Dạ không, con ở Nha Trang, ở ngoài Đồng Đế á. Dạ. Bán chậm lắm hả bà? Dạ. Dạ. Chợ không có người đi. Dạ. Nghe cũng buồn ha. Còn bán như cho con hỏi như cái này là cái động đúng không bác? Cái động. Cái động với cái chim đó hả? Cái đây cái chim. Tính là cá, đúng là người ta đồn ở chợ này cá tươi đúng ha. Cho con hỏi như ruốc này mình bán nhiều ký bác ha? Ruốc đó 40, 30, 20, 4 cái nào cũng có hết. Gì hả bác? Vé này cũng có. Dạ. Bán chặt ra hết đắt thì mình bán không đắt mà bớ thì bán cho bớ à. Dạ. Như mấy giờ là mình dọn ra đồ bác? Chợ đây thì cũng có người đi 3 giờ, còn giờ như cô đi ra 6 giờ cô đi. Dạ. về lớn không đi. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay cô 68. Dạ. Thì chắc cô bán chợ này cũng lâu rồi ha? Lâu rồi, 4 năm bán chợ Xóm Mới này 4 năm chừng. Thì chắc chưa có năm nào ế như năm này hả bác? Dạ. Hơn mấy nay tới này. Dạ. Cái mùa dịch đó này là cũng không đến nỗi là cái mùa rồi chúng ta ướt có miếng không quen. Tại vì chắc nhiều sao quá. Nó bị dư âm á bác ơi. Dạ. Thôi cố gắng nha bác. Thôi còn cảm ơn bác nhiều nha. Bác uống cà phê tiếp nha. Đó thì bên này bác ế quá thì uống cà phê, còn bên này chị ế quá ngồi ăn bòn bon luôn, đúng không chị? Bòn bon đúng không chị? Gì tội gì chị? Trời ơi. Mình bán cá, mình lấy cá mình làm cái món gì mình ăn chứ sao ăn cơm nguội tội vậy? Trời ơi, không phải nói xạo đâu. Không phải nói xạo đâu mọi người. Trời ăn cơm nguội với là cái gì đây chị? Đồ chay. Đồ ăn gì đó. Ăn vậy là xong buổi trưa luôn hả? Trời ơi. Giờ chưa có ăn. Ôi trời, sao mà khổ dữ. Sáng giờ bán cũng ít lắm hả chị? Cái này là cái động. Cái hành. Cái này cá hồng. Cái này cá hồng. Trời thấy tội chưa? Rồi bán cái gì còn mấy giờ mình nghỉ chị? 12 giờ. Đồ ăn gì là vừa chắc khỏi ăn luôn. Khổ quá mà. Thôi cố gắng lên nha chị. Thôi chị này cũng cố gắng luôn nha. Dạ. Hết tiền ăn rồi. Hết tiền ăn. Mình bán đây lâu chưa chị? Lâu mấy chục năm hả chị? Cái hố mình tươi vì người ta đồ mới chợ này là cá tươi là đúng nè. Dạ. Tội chưa? Cái thú câu chị. Dạ. Rồi mua hàng ủng hộ đi cô ơi. Dạ. Thôi cố gắng nha cô. Để mình đi thêm một vòng nữa, thấy bà con buôn bán ế ẩm tội mọi người. Sáng giờ bán được không em? Sao nãy giờ nghe ai cũng ế buồn với ta. Cái đó cái gì em không? Cá tươi ghê chưa? Cá quét giờ tươi luôn á. Đúng người ta đồn chợ Xóm Mới này cá tươi, đúng là hải sản quá tươi luôn mọi người. Em có thể cho anh hỏi cái này cái gì không em? Cái ngáy ha, gáy hả? Cái gì đẹp nè, rồi cái gì đi mại vô đi, quá tươi luôn. Rồi Thanh cảm ơn nhiều nha, cố gắng nha em. Thôi họ cho em hỏi chị chút xíu đi. Chị đâu có gì đâu hỏi chị đâu có gì. Chị sáng giờ bán được không chị? Cũng bình thường. Cũng bình thường hả chị? Những cái này thì nó rẻ tiền như là những vật dụng thiết yếu đúng không chị ha? Cho nên là người ta còn mua đây ra, bán được đây ra. Dạ. Dạ đúng rồi, mấy con cá thì nó cao tiền cho nên có nhiều người ta sẽ tiết kiệm, đúng không chị? Mình bán đây được bao nhiêu năm ở đây chị? Chị ở 30 mấy năm. Ồ, tính đây những người tiểu thương ở chợ Xóm Mới này kỳ cựu ghê ha. Đúng rồi. Nãy giờ là 40 mấy năm, 10 mấy năm, chị là 30 mấy năm. Chị 13 tuổi bán giờ 50 mấy tuổi rồi. Gì 3 tuổi đã bán ở chợ? 13. Em nghe hết hồn, nó tưởng đâu 3 tuổi. Dạ. Giờ 51 tuổi rồi, không phải là 30 mấy năm không? 51 năm rồi. 51 tuổi vậy? Ở đây là bán đa hành xay, ớt xay, rồi tỏi bằm nữa chị ha. Đồ xay sẵn. Dạ. Chị tên gì nè, nói cái gì là mới sau ai biết rồi ghé vô ủng hộ nè. Chị tên Cưng. Tên Cưng hả chị? Trời nghe tôi sẽ giống dưới miền Tây với trời. Vậy là người dưới miền Tây là kêu tên chị nhiều lắm luôn á. Đúng không? Dưới miền Tây là hở xíu là Cưng, hở xíu là Cưng. Dạ. Ôi, chị vui vẻ quá. Chú chị bán đá hay nha. Cảm ơn chị. Dạ. Thấy bà con buôn bán cũng chậm lắm mọi người, cho nên cũng ngại hỏi lắm mọi người ơi. Ở đây có cái quầy hải sản này thì không biết, thôi mình cũng ngại hỏi nha mọi người. Dạ cho em quay chút nha. Dạ cảm ơn chị. Nãy giờ thấy chợ bán chậm quá nên cũng ngại hỏi. Sáng giờ bán được không chị? Không em. Gì hả chị? Trời. Em đi nãy giờ em hỏi không có ai mà nó bán được hết, toàn là nó. Toàn ai nó. Em thấy có người đi không? Có người đi mua không? Bây giờ dẫn còn bông do vô nữa là ok. Ồ chị, giờ này là 11 giờ còn nếu như hồi sáng sớm cũng bán được luôn hả? Trời ơi. Ồ đây một bị ếch luôn nè. Lương nữa nè. À lương luôn nè. Lương nào cho cái bị mở cho em quay xíu được không? À. Vừa lòng hẻ dẻ chưa? Rồi. Vậy là lời đồn về chợ tiểu thương ở chợ Xóm Mới này rất thân thiện là đúng nè. À, ok chưa? À, đây là lương rồi mọi người. Lương này cho em hỏi luôn bao nhiêu ký vậy chị? 140. 140. Vậy là bằng giá ở trong chợ Đồng Nai luôn á. Dạ cảm ơn chị. Ở trong Đồng Nai bán lương cũng 140 một ký. Thợ mở ra thẻ nhảy luôn đi. Dạ thôi được rồi chị. Nhảy bớt đi cho bác mệt quá. Mình là người ở sân địa phương đi bán hay là ở đâu tới bán chị ha? Ở đây hết, ở đây cũng có ở xe thôi. À vậy hả chị? Xe thì cũng đổ Tân Thành đổ xuống. Đúng rồi. Dạ. Nha Trang Duyên Khánh thế thôi. Đây hầu nè. Đây vẹm đúng chị ha? Vẹm xanh béo. Sầu béo. Đóng móng tay, sầu dương. Ồ sứa nè mọi người. Đây nghêu không chị không? À. Dạ con quay lên YouTube cô. Dạ. Em ở Nha Trang luôn. Ôi rồi nè, thôi sẵn cho em quay cái luôn lận nó nhảy ra cái lại mua luôn. Trời ơi ếch rồi mọi người ơi. Nó bắp cho nó nhảy rồi. Dạ, quá trời ếch luôn. Ếch này nhiêu ký gì không? 75 ngàn. Dạ, rồi cảm ơn chị nhiều lắm nha. Rồi cảm ơn chị gái nhiều luôn nha. Thôi chúc mấy chị cố gắng bán đắt hàng nha. Chúc là YouTube có nhiều bình thích để tin đồ nha. Ồ cảm ơn chị nhiều lắm luôn á. Em lần đầu tiên đi quay chợ mà được mọi người chúc kênh YouTube của em được phát triển á. Rồi cảm ơn chị gái rất là nhiều. Rồi chúc hai chị bán đắt hàng nha, về sớm nha. Rồi chúc bán đắt hàng luôn nha. Ồ, ở đây quán chợ tôm luôn. Tôm các loại. Ồ, size này to ghê ha. Ở đây làm chả cá nè mọi người. Cho anh quay chút xíu nha em. Có thể cho anh hỏi như cái này là cái gì mình lấy cái vậy? Cái này là cái gì vậy? À, cái thác lát nè. Ồ, cái thác lát làng chẻ là số 1 luôn ha. À đúng rồi nè, cái thác lát này đúng rồi. Cái thác lát làng chẻ là ngon lắm luôn á. Còn như cái này là mình dùng, tí nữa mình dùng máy mình xay hay là mình dùng tay mình dầm? Dùng tay luôn ha. À, vậy là bao dai luôn á đúng không? Dùng tay mày vẽ là bao dai luôn á. Thôi, chả này nhiêu ký bán lấy cho anh nửa ký đi. À, lấy cho anh nửa ký được không? À, rồi lấy cho anh nửa ký đi nha. Gì hả em? Ủa? À cái nhồng cũng ngon. Để em YouTube của em là cái gì? Hải Du Lịch Bụi. À Hải Du Lịch Bụi. Dạ. Nhớ thẻ tim nha, nãy chúc em thì phải nhớ thẻ tim nha. Lấy nửa ký cũng được em, cái nhồng làm chả cũng ngon mà. Hải Du Lịch Bụi. Hải Du Lịch Bụi. Rồi cảm ơn em nha. Ồ cá. Đây cá kèo nè mọi người ơi. Đây lương nè. Còn này cái chép. Cái này là cây thác láng đúng không chị? À, mình làm chè cây thác láng đúng không? Cho chị, cho anh quay giúp nha. Đúng rồi, quay người coi cho nó vui. Ồ, cái thác láng này to ghê luôn á. Cái nuôi nè, cái này cái bự. Nếu như cái này mà mình có bán con gì thì họ ví dụ á. Bán chứ. À. Bán lấy à, mua cũng bán nữa. À, ế quá nên cái gì cũng muốn bán nữa. Giờ cái gì mà bán ra tiền là bán, à. Bán ra tiền là bán à. Rồi, chợ Xóm Mới nha mọi người, đường Ngô Gia Tự, thành phố Nha Trang nha. Ai có muốn mua cá thác lát như thế này về làm chả là y bài luôn này, rất là to. Dạ. Dạ có thiệt có gì. Rồi đây quầy tôm luôn nha, quầy tôm tại bên trong của chợ Xóm Mới luôn nha mọi người. Rồi tôm tươi sống luôn nha, của chị gái này nha. Rồi đây mọi người. Ủa bên YouTube bên này cũng giờ mở coi anh. Hải Du Lịch Bụi. Dạ. Rồi chúc mấy chị bán nó hàng nha. Rồi thấy em gái làm trẻ kia là quay luôn. Chứ để người có người không là đố kỵ. Em gái này còn trẻ quá, hỏi cho bao nhiêu tuổi rồi em? 39. À 39 hả? Ở đây mua chỗ kia rồi xong thôi cũng ủng hộ cho em luôn. Tính ra ở chợ Xóm Mới mình làm chẻ cá thác lát nhiều ghê chứ ha. Ừ. À, cái thác lát hồi nãy mua kia là cái này là cái nhồng. Như cái thác lát mà nếu như thành phẩm ra như gì thì bao nhiêu tiền ký em? 24. Ồ nó gấp 2 lần mấy cái nhồng luôn ha. Ồ. Cái nhồng này có 100 ngàn 1 ký à. Cái này ngon nhất mình. Ờ đúng rồi, chè cá thác lát làm. Em có hình đẹp dữ em. Dạ. Anh kênh nào đến về em coi anh. À kênh anh tên Hải Du Lịch Bụi. Hải Du Lịch Bụi. Ừ. Hải Du Lịch Bụi. Dạ cảm ơn mấy chị nha. Cảm ơn em luôn nha. Rồi chúc em bán đắt hàng nha. Ở đây chuyên làm chả cá thác lát nhiều lắm mọi người. Tí nữa mình có chiên không chị? Tí nữa mình có chiên cá không? À tí nữa hả? À, anh cảm ơn nha. Ở đây nữa mọi người. Tính ra đây là chả cá thác lát rất là nhiều ha. Quá trời chả cá thác lát luôn. Chào cô, chào anh, à, chào chú. Vậy là chợ mình nổi tiếng là chả cá thác lát rồi. Nãy giờ nguyên một con đường này luôn là làm chè cá thác lát không à? Đâu có dám nổi tiếng, nói nổi tiếng đâu. Dạ. Đâu có nắp đầy gì. Dạ. Sợ danh hồ nhiều quá. Mình mua quán này được lâu chưa cô? Đến 2 mấy năm. 2 mấy năm. Có thể cho hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi không? Sợ kêu cô bị già quá. Hả? Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 55. Ờ 55 thì thôi kêu chị đi. Cô quá già tao mất. Dạ đúng rồi. Người mất lịch sự hơn, nghĩ sao kêu tay mà kêu cô. À, ở đây chị đang chiên luôn nè. À, quay cho mọi người cùng xem ha. À, cô chị đang làm chả luôn nè. Dạ. Dạ chưa chị ơi. Dạ. Bà kiếm tiền chắc. Yêu gọi lên mấy bạn nhắn. Dạ đúng rồi, nhờ mấy chị mấy cô ủng hộ nhiều thì bằng may mới được. Rồi chúc chị anh bán đắt hàng nha. Chị này có vẻ buồn quá. Em lên chợ buồn. Chợ buồn. Sáng giờ cũng gì luôn hả chị? Sáng giờ là mở cái mặc đồ người nó gì luôn hả chị? Ủa em tưởng đâu là giờ này cao điểm nó bán gì chứ? Em tới đâu giờ là 11 giờ nó bán gì, ai ngờ từ sáng giờ vẫn vậy luôn. Mua đi, YouTube mua đi. Dạ, hồi nãy mua ủng hộ em kia rồi. Dạ. Thôi cố gắng nha mấy chị. À, phía trước bên này là hàng thịt nha mọi người. Bây giờ để mình đi vào phía bên này nha, để coi cái gì quay cho mọi người nha. Rồi, cố gắng nha chị ha. Mình cố gắng nha anh. À, bên này thì rau củ. Bởi gương các loại. Quay chợ vắng quá mà. Dạ nãy giờ cũng đưa anh cô. Chợ vắng quá con. Con tưởng đâu là con đi trễ quá là nó vắng, ai ngờ là mấy chị nó mới nói là từ sáng giờ là nó như vậy rồi. Chợ mình là nổi tiếng bán giá hợp lý mà hàng hóa chất lượng ok, mà sao con thấy nó cũng vắng ghê ha. Vắng lắm, không có tiền. Dạ, nói chung là bây giờ tiết kiệm quá. Đã vì gần Tết nữa là phải chi tiêu nhiều khoản khác nữa. Cho nên là ăn uống họ cũng tiết kiệm lại bớt. Còn chị sáng giờ bán được kính quần áo gì được nhiều không? Sao ai cũng hết trời buồn dữ trời. Thì bán đồ thứ môi mắc như vậy. Sao chị? Đồ thứ môi thì... Chị nói là chị bán mọi mặt hàng luôn mọi người. Mũ bảo hiểm nè, găng tay, tóc kẹp, quần áo, kính rồi nữa. Sáng giờ bán được mấy khách rồi chị? 3 khách. Vậy là chưa đủ tổn. Thôi cố gắng nha chị, cố gắng nha cô. Dạ. Thôi ráng đi, tình hình nói chung rồi, mong là sang năm mới mọi sự nó thay đổi cho bà con buôn bán rồi nó được hơn ha. Rồi, thôi cảm ơn nha chị. Bây giờ mình đi vô thử cái quầy bán giày dép thử như thế nào mọi người ha, để hỏi thăm thử tình hình bà con buôn bán được nha. Cho anh quay chút nha. Thoải mái luôn nha chị. Sáng giờ bán được không chị? Vắng mà mình mà nằm đi vắng lắm. Nãy giờ em đi thấy trong chợ mình ai cũng buồn hết chị ơi. Khách. Dạ. Lúc mà tới dịch tới giờ. Mà đây gì đúng rồi, gần tới mấy cái này bán được mà sao không bán được chậm ha. Kia là tháng trước là bán đông lắm, đông giờ. Rai rai vắng lắm. 39 này. Thường thường những mặt hàng này gần Tết phải bán phải có chạy hơn ha, mà sao lại chậm hơn. Dạ. Bán mười mấy năm đây là đến. Vậy hả chị? Trời. Hồi nãy có cô kia bán gì ta? À bán chả. Cũng nói là ba mươi mấy năm mà đúng anh, cô bán cũng được ba mấy năm mà cô nói luôn đúng chưa năm nào ế như năm nay luôn. 35 năm rồi năm nay. Còn có 3 tuần hết năm rồi. Hy vọng sang năm cho nó có nhiều thay đổi ha. Chứ cứ kiểu gì hoài thì bà con ai cũng... Dạ. Đây mà kéo dài nữa là bà con mệt mỏi luôn. Dạ. Do năm nhùng nữa. Dạ. Thôi cố gắng lạc quan nha chị. Giờ mình có suy nghĩ nhiều nó cũng không giải quyết được. Dạ, thôi cứ lạc quan lên. Mình sẵn sàng đối đầu. Hy vọng là một năm mới nhiều tốt đẹp. Rồi, chúc chị bán đắt hàng nha. Dạ, chúc chị bán đắt hàng nha. Cố gắng lên nha mấy chị. Rồi. Dạ. Dạ đúng rồi. Đây là hàng chiếu thôi nè. Không biết mấy cô này bán cái được hàng hay không, không dám hỏi luôn. Nãy giờ đi hỏi ai cũng... Dạ, nãy giờ đi hỏi ai cũng kêu buồn hết nên cũng không dám hỏi luôn. Mình bán đây được lâu chưa bác? Cô bán hả? Dạ, cô bán 7 năm rồi con. 4 mấy năm hả cô? Chắc năm nay chắc ế nhất phải không? Năm nay chị. Thôi cố gắng cô, nãy giờ con đi quay ai cũng rên tội cô ơi. Không dạ. Không đâu, cô bay thôi chứ. Dạ. Ai biết được trời thương cô ha. Dạ. Thôi cố gắng nha cô. Dạ. Mấy cô cố gắng hết nha. giờ không cố gắng, còn phải ráng cố gắng. Dạ đúng rồi, nhưng mà phải ráng lạc quan lên cô. Dạ, chứ còn lo nghĩ cũng không giải quyết được gì đâu cô ơi. Cứ hy vọng một tương lai tốt đẹp. Dạ, đúng rồi, nhiều lúc nói nhưng mà làm nó khó cô. Dạ, nhưng mà con giờ con chỉ biết động viên mấy cô vậy thôi. Dạ. Thì nãy giờ mình đi quay mọi người thì thấy bà con buôn bán cũng chậm lắm mọi người, cho nên cũng ngại hỏi. Mà thấy nếu hỏi được ai rồi thì ai cũng buôn bán chậm mọi người, thấy cũng rất là tội ha. Thôi thì hy vọng sang năm mới 2024 này thì có nhiều khởi sắc hơn, thì bà con buôn bán tiểu thương thì bán được hàng hỏi được nhanh hơn ha. Chứ tình hình như này thì thấy tội quá. Chắc có lẽ mình cũng xin dừng clip ở đây nha mọi người. Nếu như mọi người xem video của mình thấy có nhiều điều hấp dẫn và thú vị thì hãy ủng hộ cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha, để mình có thêm động lực cho ra nhiều clip hay và hấp dẫn hơn. Bây giờ thì Hải Du Lịch Bụi xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip sau nha.